Nội dung thi đấu tiếp theo sẽ là Rumene cá nhân nam 70kg đến 18 tuổi. Với tỷ số 5-0, chúng ta tuyên bố công an thành cuộc. Mời đồng tay tiếp theo là trận bàn kết một. Thưa Thiên Huế, AK Nguyễn Nau. Thank you.
nó bị ăn hai quả rượu phân ngọc như vậy đừng. Với tỷ số 6-0, Thừa Thiên Huế huy chương bạc, vận động viên Đà Nẵng, huy chương đồng Thanh Hóa và Khánh Hòa.